Đây là cái phần chữa của các câu từ số 12 cho đến số 15 nhé. Câu 12 này. Tìm phát biểu đúng khi nói về độ lớn của cảm ứng từ tại tâm của một dòng điện tròn. A bảo là nó tỷ lệ với diện tích của hình tròn. B bảo là nó tỷ lệ thuận với cường độ dòng điện. C bảo là nó tỷ lệ nghịch với diện tích của hình tròn. D bảo là nó tỷ lệ nghịch với cường độ dòng điện. Chúng ta nhớ lại, dòng điện tròn tức là dòng điện đi trong cái dây dẫn hình tròn, trong dây dẫn hình tròn này có một cái cường độ dòng điện I nữa đó. Thì lúc này cái dòng có do có dòng điện chạy qua cho nên là cái dây dẫn này nó trở nên giống như là một cái nam châm. Và nam châm thì có một cái thông số, đấy là cảm ứng từ hay là độ cảm ứng từ, đặc trưng cho độ mạnh của cái nam châm đó. Ta xét tại cái vị trí tâm của con dây thì người ta đã chứng minh được rằng là tại tâm của con dây thì cái cảm ứng từ B ấy được tính bằng 2 nhân với 10 mũ trừ 7 nhân với gì? I phải chia cho R. I là cường độ dòng điện, còn R là bán kính của dây. Người ta hỏi độ lớn của B so với gì nhỉ? So với này, diện tích của hình tròn này. So với gì? So với cường độ dòng điện này. Với hai cái thứ đấy. Thế thì với cường độ dòng điện thì ta dễ nhận ra rồi. Cường độ dòng điện càng lớn bao nhiêu thì B cũng càng lớn bấy nhiêu. Ngược lại, cường độ dòng điện càng nhỏ đi bao nhiêu thì B cũng nhỏ đi bấy nhiêu. Có nghĩa là giữa B và I tỷ lệ thuận với nhau. Còn B và R thì thế nào? Tỷ lệ nghịch với nhau. R tăng bao nhiêu lần thì B giảm đi bấy nhiêu lần. Thế còn diện tích thì sao? Chúng ta nhớ này, diện tích của hình tròn thì bằng pi nhân với R bình. Như vậy có nghĩa là R ở đây sẽ bằng gì? Thống nhất thích viết R hoa hay R thường thì tùy ý nhé, cũng không quan trọng cái chuyện này. R sẽ bằng R bình sẽ bằng S trên pi. Vậy thì R sẽ bằng căn bậc 2 của S trên căn bậc 2 của pi. Đúng không? Cho nên là B sẽ bằng gì? 2 nhân với 10 mũ trừ 7 nhân với I chia cho R, tức là căn bậc 2 của S chia cho căn bậc 2 của pi, hay bằng 2 nhân với 10 mũ trừ 7. Đây là 2 pi nhé. Thiếu thiếu đấy, 2 pi nhân với 10 mũ trừ 7 chứ không phải là 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhé. 2 pi đi, thiếu cái pi nữa. Sẽ thành 2 pi nhân với 10 mũ trừ 7 nhân với căn bậc 2 của pi. Cả cụm này là một cái hằng số rồi. Nhân với gì? Nhân với y chia cho căn bậc 2 của S. Như vậy so sánh bốn đáp án này thì chúng ta phải hiểu là đáp án B mới là đáp án đúng. Thế còn những cái đáp án còn lại thì sai ở đâu? A bảo là tỷ lệ với diện tích hình tròn, chả biết là tỷ lệ gì cả. Cứ hiểu là tỷ lệ thuận đi chăng nữa thì cũng không phải. Đúng không? Không phải. Vì S nếu mà tăng lên 4 lần thì B lại giảm đi 2 lần cơ. Vậy là giữa B và S là B tỷ lệ nghịch với gì? Căn bậc 2 của S chứ không tỷ lệ nghịch với S nhé. Đấy, không tỷ lệ thuận cũng không tỷ lệ nghịch nghịch với S, mà là tỷ lệ nghịch với căn bậc 2 của S. Chân A và C của họ, B bảo là tỷ lệ thuận với cường độ dòng điện thì ta vừa bình luận đúng rồi, D bảo là tỷ lệ nghịch với cường độ dòng điện thì hiển nhiên là sai, hiểu không? Đấy là câu số 12. Đến câu số 13. Tìm phát biểu đúng khi một electron bay vào trong một từ trường đều theo hướng của đường sức tử thì đây chúng ta có một cái từ trường đều, là cái từ trường mà cái vector cảm ứng từ trong cái vùng không gian đó luôn 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 không đổi cả về phương, chiều và độ lớn nhé. Vector cảm ứng từ B tại mọi vị trí trong không gian đó không thay đổi thì ta nói rằng là cái vùng không gian đó có từ trường đều. Đấy. Ôi chết rồi, đầu bài chờ một chút. Được rồi. Thế thì electron họ bảo nó bay thế nào nhỉ? Bay vào trong từng trường đều theo hướng của đường sức tử, có nghĩa là vector vận tốc của electron ấy có phương và chiều trùng với phương và chiều của vector cảm ứng từ B, tức là như trường hợp này ta đang vẽ B là theo phương nằm ngang chiều từ trái sang phải thì vector vận tốc cũng theo phương nằm ngang chiều từ trái sang phải. Vận tốc đây là vận tốc của hạt electron. Chúng ta nhớ lại nội dung của định luật Lenz bảo là gì?
khi mà chúng ta bắn một cái hạt mang điện vào một cái vùng không gian có từ trường, tức là vùng không gian của đám chân, thì khi đó cái từ trường đó sẽ tác dụng lên cái hạt mang điện, và lực đó gọi là lực Lenzer. Đấy, lực Lenzer thường ký hiệu chữ F nhỏ, được tính bằng gì? Trị từ lưới của Q là điện lượng của cái hạt mang điện nhân với gì? V là độ lớn vận tốc của hạt mang điện, nhân với gì nữa? Nhân với B là độ lớn của cảm ứng từ, và nhân với sin alpha. Alpha là cái gì? Alpha là góc hợp bởi vector cảm ứng từ B và vector vận tốc V của hạt mang điện. Đấy, trong trường hợp này ta thấy là B và V hợp với nhau góc bao nhiêu độ? 0 độ. Và sin của 0 thì bằng mấy? Bằng 0. Nếu vậy thì lúc này lực Lorentzer là lực của cảm ứng từ tác dụng lên electron sẽ bằng 0. Lực cảm ứng từ bằng 0 thì bây giờ ta xem này. Độ lớn vận tốc của electron không đổi. Thay đổi. Sai, đúng không? Lực tác dụng lên nó bằng 0 thì nó đang chuyển động ra sao thì vẫn cứ chuyển động như vậy thôi. Sao vận tốc thay đổi được? Chỉ khi có cái yếu tố ngoại lực nào đó tác dụng lên nó thôi. Chúng ta A sai nhé. B bảo là động năng của electron thay đổi. Lực tác dụng lên nó bằng 0. Chuyển động của vật vẫn thế. Vận tốc của nó không có gì thay đổi cả. Mà ta nhớ là động năng VKD thì bằng gì? 1/2 MV bình. Khối lượng của electron không đổi. Vận tốc của electron không đổi thì động năng của nó cũng không đổi chứ, thay đổi sao được. C bảo là hướng chuyển động của electron thay đổi. Không. Hợp lực tác dụng lên nó bằng 0, nó đang chuyển động như thế nào thì nó vẫn cứ tiếp tục chuyển động như vậy trên hướng thay đổi sao được. D bảo là chuyển động của electron không thay đổi. Điều này là đúng. Chuyển động của electron không thay đổi bởi vì lực Lorentzer tác dụng lên vật bằng 0 thì vật đang chuyển động như nào, nó vẫn chuyển động như vậy. Có nghĩa là phương, chiều và độ lớn không đổi. Thì ta nói cách khác là chuyển động của electron không đổi. Nhá, đấy là câu số 13, đúng không? Bây giờ sang câu số 14. Câu số 14 này. Ở câu số 14 này ta để ý này, chúng ta có một cái dòng điện chạy qua một cái dây dẫn thẳng, và bên cạnh đó là có một cái vòng dây hình chữ nhật A, B, C, D. Người ta biết làm cái động tác là cho cái khung dây hình chữ nhật này chuyển động theo phương vuông góc với dòng điện thẳng dài. Tức là đây, dòng điện nó nằm trên mặt phẳng bảng theo chiều từ dưới lên trên, phương thẳng đứng chiều từ dưới lên trên. Cái vòng dây A, B, C, D cũng nằm trong mặt phẳng bảng. Bây giờ người ta dịch cái dòng cái cuộn dây cái vòng dây ABCD sang phía bên phải, tức là đi ra xa so với dòng điện. Khi mà nó đi ra xa so với dòng điện Y này thì chuyện gì sẽ xảy ra? À, chúng ta biết là càng ra xa thì cảm ứng từ B tại các cái vị trí mà bên trong cuộn dây này càng gì? Càng nhỏ. Mà B càng nhỏ đi, đúng không? Vì chúng ta biết là đối với dòng điện thẳng ấy thì cảm ứng từ B được tính theo công thức nào? Độ lớn của nó có phải là được tính bằng 2 nhân với 10 mũ trừ 7 nhân với Y trên R. R càng tăng lên thì B nó càng giảm thôi. Càng ra xa thì R nó càng tăng, Y càng giảm. Chính vì B là cảm ứng từ sinh ra bởi cái Y này, nó giảm, độ lớn của nó giảm, thì dẫn đến trong cuộn dây sẽ xuất hiện cái dòng điện cảm ứng, xuất hiện dòng cảm ứng Y. Michael Faraday chứng minh được là khi mà từ thâm, tức là cái lượng từ trường đi qua cuộn dây ấy thay đổi, có thể là tăng hoặc giảm, thay đổi nói chung, thì trong cuộn dây đó sẽ xuất hiện một cái dòng điện cảm ứng. Đấy, chắc chắn là có dòng điện cảm ứng trong cuộn dây lúc này rồi. Nhưng câu chuyện là dòng điện cảm ứng đó có chiều như thế nào? Muốn biết có chiều như thế nào thì chúng ta nhớ lại cái quy tắc, nhớ lại cái sự chuyển dịch cân bằng của Le Chatelier như thế này. Cái dòng dây, cái dây này nó sẽ sinh ra cái cảm ứng từ, và cái cảm ứng từ này
khi mà dây ra xa thì cảm ứng từ sinh ra bởi cái dòng điện y này đang đang giảm, thì thiên nhiên sẽ chống lại cái sự giảm đó bằng cách sinh ra một cái cảm ứng từ B cảm ứng nào đấy. Đấy, chống lại cái sự giảm đó nhá. BC là B cảm ứng. Sẽ thế nào? Chống lại sự giảm của B. Nếu nếu B mà giảm, B thì B cảm ứng sẽ chống lại cái sự giảm của B. Vậy ta xem sang phương và chiều của B thế nào. Dùng quy tắc nắm tay phải. Chúng ta dùng tay phải sao cho chiều từ cổ tay đến ngón tay trùng với chiều dòng điện. Và cổ tay đến ngón tay là phải cổ tay đến ngón cái đấy là phải vuông góc với bốn ngón còn lại. Nếu bốn ngón còn lại khum lại ôm lấy cái đường sức, vì chúng ta biết là đường sức lúc này là cái đường tròn nằm trong mặt phẳng vuông góc cuộn dây mà ôm lấy đường sức. Thì chiều của bốn ngón còn lại lúc đó chính là chiều của gì? Chiều của đường sức. Mà do vậy ta vẽ tượng trưng một cái đường sức từ nào đó, đường sức nào đó đấy, đi qua cái mặt phẳng của khung dây ABCD. Thì tại một cái điểm M nào đó ở trên cái mặt phẳng này, thì đây ta đánh dấu đường sức mình nhé. Tại điểm M này thì cái vector cảm ứng từ B sẽ có thế nào? Phương vuông góc với mặt phẳng bạc và chiều đi vào bên trong. Đấy, nó như thế này. Và thường thì người ta ký hiệu bằng cái dấu cộng để ám chỉ này. Đó, làm vuông góc với mặt phẳng ta viết và đi vào bên trong. Thế thì B cảm ứng là B sinh ra dòng điện cảm ứng đi trong cuộn dây ABCD này. Đấy, nó chống lại cái sự giảm của B. Chống lại cái sự giảm của B bằng cách nào? Chống lại thì nó B cảm ứng sẽ phải cùng phương cùng chiều với B. Đấy, suy ra B cảm ứng, vector B cảm ứng sẽ cùng phương cùng chiều với vector B. Vậy có nghĩa là B cảm ứng thế nào? Cũng đi vào bên vuông góc mặt phẳng bằng và đi vào bên trong. Biết B cảm ứng là cái B sinh ra bởi cái dòng điện đi trong cuộn dây rồi. Lúc này chúng ta sẽ dùng quy tắc nắm tay phải. Đấy. Biết chiều của B cảm ứng có nghĩa là biết đường sức. Đường sức của nó kiểu như thế này. Đoạn là một vòng tròn vuông góc với đoạn AD, đoạn DA. Đấy, ta ôm lấy cái đường sức. Sao cho chiều từ cổ tay đến ngón tay chỉ chiều của đường sức. Vì lúc này chúng ta biết đường sức rồi, chỉ chiều của đường sức. Đúng chưa? Chọi ngón cái là vuông góc với bốn ngón còn lại. Thì chiều của ngón cái sẽ chỉ chiều của dòng điện. Cho nên chiều của dòng điện nếu trên đoạn DA thì chiều của dòng điện đây. Đấy, đi cảm ứng đây, đi từ D đến A. Nếu mà đi từ D đến A thì chúng ta cũng hiểu ngay là đến A rồi thì nó lại phải đến B thôi, đến B rồi thì lại đi tiếp đến C và đến C rồi nó lại đi tiếp đến D. Vậy chu trình của nó là A B C gì? A B C D rồi lại về A. Được chưa? Cho nên đáp án đúng ở đây là tôi chờ chú mở cái máy. Đáp án đúng ở đây phải là đáp án A. Đáp án A nhé. Đấy. Chứ còn B thì nó sai sai chỗ nào? Nó bảo là cùng chiều với Y. Cái này không cẩn thận bị đánh lừa đấy. Đúng là có dòng điện cảm ứng đi từ A sang B, sang C, sang D. Nếu xét trên đoạn DA thì dòng điện cảm ứng có phải đi từ D đến A, nhìn có vẻ như nó cùng chiều với Y không? Đoạn này thì cùng chiều, nhưng cái dòng điện cảm ứng đó nó lại đi từ A đến D thì có cùng chiều với Y không? Không. Nhất là trên đoạn đường B đến C thì dòng điện cảm ứng nó như thế nào với Y này? Nó ngược chiều. Đấy, còn từ C đến D thì lại đi theo vuông góc với Y. Tóm lại là dòng điện cảm ứng lúc này nó đổi phương liên tục qua bốn lần nha. Đâu có nói thể nói rằng là nó cùng chiều với Y được. Đấy là cái B, còn cái C nó sai chỗ nào? C khẳng định rằng là cái khẳng định cảm ứng bằng không, vô lý, bằng không sẽ được. Một khi từ thông qua nó thay đổi, cái lượng từ trường đi qua nó thay đổi, thì chắc chắn là xuất hiện dòng điện cảm ứng. Đấy. Còn cái D thì ta đã biết rồi, dùng cái quy tắc nắm tay phải thì ta vừa mới mô tả cái chuyện xác định được chiều dòng điện sau. Nó phải là từ A đến B, đến C, đến D rồi lại phải A. Chứ không phải là từ A sang D, sang C, sang B rồi sang A được. Đấy là câu số 14 nha. Cuối cùng là câu số 15 nha. Câu 15 này. Theo định luật Lenz thì dòng điện cảm ứng A là có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra chống lại cái nguyên nhân sinh ra đó.
đúng hay không ạ? Trong cái hiện tượng cảm ứng điện tử thì cái dòng điện cảm ứng sẽ thế nào? Sẽ có một cái từ trường mà chống lại cái nguyên nhân sinh ra nó, tức là chống lại cái từ trường bên ngoài. Chống lại có nghĩa là sao? Nếu mà cái từ trường bên ngoài đang giảm thì nó tìm cách tăng lên, nếu từ trường bên ngoài đang tăng thì nó tìm cách giảm. Thôi, tôi lấy như thế này cho nó giải thích cho nó dễ hình dung này. Ví dụ như ở đây chúng ta có nắm chân. Chúng ta cũng nắm chân. Rồi chúng ta có một cái vòng dây hình cứ vòng là được, tròn hay là vuông hay méo đều được. Chúng ta đưa cái nắm chân lại gần hay là ra xa cuộn dây thì làm cho cái lượng từ trường đi qua cuộn dây, hay nói cái khác là từ thông, từ trường đi thông qua cuộn dây hay nói là từ thông, nó thay đổi thì lúc này sẽ xuất hiện trong cuộn dây sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng. Đấy. Và ví dụ vector cảm ứng từ B đi vuông góc với mặt phẳng bảng, đi nằm trên mặt phẳng bảng và theo chiều từ trái sang phải B đây. Nếu mà B sinh ra cái nắm chân này mà đang tăng, tức là chúng ta đang cho cái nắm chân lại gần cuộn dây thì B này đang tăng thì B cảm ứng sinh ra bởi cái cuộn dây này chống lại cái sự tăng đó, thì là phải ngược lại, là phải sinh ra cái vector cảm ứng BC cùng phương và ngược chiều với B. Ngược lại, nếu chiều của B như thế này và chúng ta cho cái nam chân đi ra xa cái cuộn dây thì có nghĩa là làm cho cái B cảm ứng từ B của cái nam chân này đang giảm. Nếu vậy thì cái cảm ứng từ trong cái cuộn dây này sẽ chống lại cái sự giảm đó bằng cách này, sinh ra một cái vector cảm ứng cùng phương và cùng chiều với cảm ứng từ B. Đấy nhá. Nó hơi lỏng quẳng một chút, không khó đâu nhưng nó cứ lỏng quẳng. Cho nên nhớ là đáp án A là đúng nhé. Phân nghĩa cho nó hiểu rõ hơn thôi. Còn ta phân tích kỹ cho nó xem là B, C, D nó sai ở đâu. B bảo là xuất hiện trong mạch kín, đặt trong từ trường đều. Nó có xuất hiện trong mạch kín, đặt trong từ trường đều không? Không nhất thiết, đúng không? Mà phải từ thông của nó thay đổi. C bảo là xuất hiện trong mạch kín, chuyển động trong từ trường đều theo phương của đường sức. Cái này sai ở chỗ nào? Đây, chúng ta có một cái từ trường đều. Từ trường đều là cái từ trường mà cái vùng không gian đó, trong cái vùng không gian đó vector cảm ứng từ bằng nhau tại mọi vị trí. Bây giờ mà chúng ta cho vòng dây thế nào? Chúng ta đang có vòng dây đây, chúng ta đi dọc theo cái đường sức từ, thì lúc đó từ thông, tức là cái lượng từ trường đi thông qua cuộn dây có gì thay đổi không? Không, chả có gì thay đổi cả. Đấy, thì có xuất hiện dòng điện cảm ứng không? Không, nó sai ở cái chỗ đó. Còn D, xuất hiện trong một mạch kín, chuyển động trong từ trường đều theo phương vuông góc với đường sức từ, dọc theo đường sức thì từ thông cũng không có gì thay đổi. Em tưởng tượng là theo phương vuông góc với đường sức từ, cái từ trường của chúng ta là từ trường đều mà, từ trường đều mà nếu như bây giờ chúng ta cho nó chuyển động vuông góc, ví dụ chúng ta đi từ đường sức từ theo phương nằm ngang chiều từ trái sang phải, và cái cuộn dây của chúng ta giống như cái tay thì đang để đưa từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên, thì rõ ràng là cái lượng từ trường đi thông qua cái cuộn dây vẫn cứ không có gì thay đổi, và vì vậy nó không phát sinh dòng điện cảm ứng. Đấy, đấy là lý do tại sao cái ý D nó sai nhé.